Đây là căn nhà có vị trí góc hai mặt tiền đường Nguyễn Thị Thập. Mặt tiền chính là đường Nguyễn Thị Thập và một mặt tiền đường số 75. Căn nhà này thuộc phường Tân Phong, quận 7. Ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý anh chị nhà đầu tư và các bạn. Căn nhà này cách siêu thị Lotte Mart khoảng 300m và cũng là vị trí đẹp nhất ở trên tuyến đường Nguyễn Thị Thập. Quý anh chị và các bạn đang coi video nhớ cho chúng tôi một like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Căn nhà này có thông tin chi tiết như sau. Diện tích đất công nhận trên sổ hồng là 252,38m². Diện tích chiều ngang của căn nhà là 10,8m và nở hậu là 12,7m. Căn nhà này có diện tích chiều dài là 26,2m. Căn nhà này có kết cấu xây dựng gồm một tầng trệt, tầng lửng, hai tầng lầu cộng với tầng thượng. Căn nhà này có tổng diện tích sàn sử dụng là 548,41m². Căn nhà này hiện đang cho thuê có thu nhập ổn định hàng tháng là 230 triệu đồng. Căn nhà này đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ. Hiện chủ đầu tư đang gửi chúng tôi chào bán với giá là 125 tỷ. Căn nhà này với một thế đất không bị lỗi phong thủy, quý anh chị và các bạn có thể xây lên thành một tòa building để làm văn phòng công ty, thiết kế ở trên là penthouse để ở, còn bên dưới làm văn phòng công ty, làm khách sạn hay căn hộ dịch vụ cao cấp. Có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện nay ở quận 7 tìm được những lô đất có diện tích đẹp và có vị trí góc hai mặt tiền rất là khan hiếm. Đường Nguyễn Thị Thập là tuyến đường thương mại nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang, ăn uống, dịch vụ nhà hàng, khách sạn và các cửa hàng đồ gỗ nội thất cao cấp và bình dân ở khu Nam Sài Gòn. Đường Nguyễn Thị Thập có lộ giới rộng là 30m. Điểm đầu là ngã tư đường Huỳnh Tấn Phát hay còn gọi là ngã tư Đa Khoa quận 7. Kéo dài tới chân cầu Him Lam và đường số 4 khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh với tổng chiều dài hơn 4 km. Quý anh chị và các bạn quan tâm vui lòng liên hệ cho chúng tôi để đặt lịch đi coi nhà. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở các tập tiếp theo.